worship you and feel like a believer. Hallelujah, Jesus. Lạy Chúa chúng con cảm ơn Ngài về sự tốt lành của Ngài. Lạy Chúa, buổi chiều hôm nay con cưa với Ngài rằng chúng con đã sẵn sàng. Xin Thánh Linh của Ngài đến với mỗi một chúng con, phán với mỗi một tấm lòng của chúng con, hầu chúng con biết được đường lối của Ngài, cũng như ý định của Ngài dành cho mỗi một đời sống của chúng con cũng như hội thánh của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa, chúng con tin chân bây giờ buổi chiều hôm nay trong sự dẫn dắt Chúa Thánh Linh Ngài, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus. Good afternoon, everyone. Yeah, xin chào buổi chiều tất cả các ông bà anh chị em. Are you full in your stomach? Mọi người đã no bụng chưa? You know when you are filled inside, you want to sleep. Biết không, khi mà mình no bụng rồi là bắt đầu mình chùm da mắt mình xuống. But praise God, I can see in you that you are still excited. Nhưng mà người khen Chúa, bởi vì tôi có thể nhìn qua sách các ông bà anh chị em và thấy rằng mọi người vẫn còn rất là hào hứng để học buổi chiều hôm nay. So welcome to session 2. Và đây chào mừng mọi người đến với bài học thứ hai. This pastor is here. Because I asked her to go have a paper. Dạ, hồi cô Thảo, hồi trưa nay không biết cái bài gì mà ông nói. We are going to have an icebreaker. Okay. Do you have your paper with you? You have your paper, your notes. Is it okay if you write something at the back? Okay. So we will have our icebreaker. Như vậy bây giờ mình sẽ có thời gian trò chơi có băng ở đây. So I want you to listen to the instruction. Và đây bây giờ tôi muốn các bạn hãy lắng nghe cái lời chỉ dẫn nha. Okay, first have a paper. Đầu tiên cầm tờ giấy lên nào. So you have a paper? Mọi người đều có tờ giấy rồi đúng không ạ? Ai cũng có tờ giấy này hết đúng không ạ? And then you must have a pen. Rồi sau đó các bạn phải có cây viết nữa. You have a pen? Yeah. Mọi người có cây viết chưa? Everyone has a pen? Ai cũng có cây viết rồi đúng không? Okay. And now I want you to stand. Bây giờ tôi mời tất cả các bạn đứng lên. Get a partner, just your neighbor. Rồi, quay qua người bên cạnh kiếm một cái người thành một cặp cho mình liền. Two by two. Cứ một cặp hai người, ngay lập tức kiếm một người đó, nhanh chóng, ngay sát bên cạnh mình đó. So, hai người một cặp đấy. Nếu cái này có thì là quay lưng lại. So you can be a partner. So everybody has a partner? Okay, everybody has a partner. Now I want you to face your partner. Bây giờ tôi muốn mọi người, có nghĩa là từng cặp đó nhìn đối mặt lẫn nhau nha. Nhìn đối mặt nhau. You face your partner. Don't embrace your partner. Đừng có ôm tròn vai mà hãy just look at your partner. Hãy nhìn mặt đối mặt với nhau. Có nghĩa là đó. Đúng rồi, giống như một Okay, look at your partner from head to toe. Bây giờ hãy nhìn cái người đối diện, cái người trong cặp của mình đó, nhìn từ đầu cho đến chân luôn. Okay, have you looked at your partner already? Bây giờ mình đã nhìn người trong cặp của mình chưa? Are you sure? Thấy chắc không? Nhìn từ đầu đến chân rồi đúng không? Bây giờ quay lưng lại. Quay lưng lại với nhau. Rồi. Okay. In 1 minute. Trong vòng 1 phút. I want you to write everything that you remember your partner looks like. Thì tôi muốn các bạn hãy ghi xuống trong 1 phút thôi tất cả những gì mà các bạn có thể nhớ được về cái người bạn ở trong cặp của mình đó như thế nào. Các bạn chỉ có 1 phút để làm điều đó thôi, không được quay
chúng ta làm với nhau nha. Is he wearing eyeglasses? What is the color of the pants or the shirt? Cái người đó có đeo kính hay không hay là cái áo màu gì? Không chi tiết. Không được quay lại nha, không được chia sẻ, không được quay lại ngó lại người đó nha. Đối lưng qua nhau á, không được quay lại nhìn lại nhau đâu. Come on, you're right. Everything that you remember. Vâng, các bạn hãy ghi xuống hết tất cả những gì mà các bạn nhớ về cái người bạn trong cặp của mình đó. Okay, let's take for another 30 seconds. Yeah. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn thêm 30 giây nữa. Ghi xuống hết, cố gắng nhớ ghi xuống hết những gì mà để các bạn quay sát cái điều này của mình. Quay lưng thì mòn những cái mùi. Thầy lúc còn gợi ý là tôi nhớ bao nhiêu cộng các bạn, bao nhiêu nó mùi ở đây còn kìa. I know you patient my friend. Bây giờ quay lại nó từ đó nhiều hơn. Keep on standing, keep on standing. Biết cách quan sát người khác nữa. An effective leader is always observant.
Một cái người lãnh đạo có hiệu quả là một người luôn biết quan sát người khác. Amen. Amen. Okay, I just want to give you something here. Dạ, tôi muốn chỉ cho các bạn vài điều ở đây. You know we are in session 2. Các bạn biết không, bây giờ chúng ta đang ở trong bài học số 2. In session 2, we start with praise and worship. Và trong bài học số 2, chúng ta bắt đầu với sự ngợi khen và thờ phượng. And then, we have an icebreaker. Rồi sau đó chúng ta lại có trò chơi phá băng. After this, we will have the memory verse. Rồi sau đó chúng ta sẽ có câu kinh thánh học thuộc lòng. So now we will ask somebody to have a memory verse. Pastor Duke, will you please ask somebody? Bây giờ thật sự Đức sẽ chỉ xem thử ai là người sẽ đọc thuộc lòng câu kinh thánh vào trưa nay mình nói nha. Ok, có ai tình nguyện không? Có. Volunteer? Chúng ta nhớ câu thánh của mình không? Rồi, người cuối cùng, mời nói. Anh em tầm 7, 24, 25 phải không? Dạ, dạ. Ok. Rồi hát luôn, dữ dội luôn. He said that instead of recited by the Lord. Ơ, chào cô tay nào. He will sing a song with 724, 25. Yes, yes. Wow, that's new. Thì con mới sáng tác. Thì con mới sáng tác. Oh, 3 days ago. It's new. Oh. Cảm ơn Chúa. Thật sự thì không hát đúng từng chữ một của câu kinh thánh, nhưng có một sự dùng mấy cái từ khác xíu nhưng mà ý nghĩa nó giống nhau. Dạ, xin phép được công bố lời của Chúa. Nhưng nhà bị phá tan.
Because of his singing, it's done already. Yeah. Even recited all. Tất cả các anh em này là coi như cứu tất cả những người mà lỡ chưa thuộc câu kinh thánh này là ngồi ở dưới, bởi vì coi như là anh hát rồi chúng tôi cảm thấy rất là hào hứng và coi như xong với phần cho mọi người luôn rồi. So he answers for all of you. Cho nên là anh hát thay mặt tất cả mọi người rồi nha. Did you like the singing? Các bạn có thích cái bài hát đó không? Amen. Let us give a round of applause for our brother. Now, after the memory verse, sau khi chúng ta làm xong cái bài câu gốc thuộc lòng, thì sau đó chúng ta sẽ có cái bài giảng. And then we have the quiet time. Rồi sau đó chúng ta sẽ có thời gian yên tĩnh. Practical. Yeah. Thực tập cái thời gian yên tĩnh. And then we will have a small discussion. Rồi sau đó, cái bước thứ sáu là chúng ta sẽ có thảo luận nhóm nhỏ. So this is how we are going to do this session too. Đây là cách mà chúng ta sẽ làm những cái bước trong cái bài học số 2. Amen. Amen. Okay, so now we will proceed to the presentation of the lesson proper. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua với cái bài học. Our lesson for today is quiet time. Cái bài học của chúng ta ngày hôm nay đó là học về thời gian yên tĩnh. Now we believe that God speaks to us every day. Chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời ngài phán nói với chúng ta mỗi một ngày. Do you believe that? Các bạn có tin điều đó không? That God speaks to us every day. Rằng Đức Chúa Trời ngài đang phán nói với chúng ta mỗi ngày. In many ways. Trong nhiều cách khác nhau. But most of the time, nhưng mà phần lớn thời gian, he speaks to us through his written word. Thì ngài phán với chúng ta qua lời văn tự là lời được chép xuống là trong kinh thánh của ngài. The Bible. Kinh thánh này. In Greek, we call it logos. Ở trong tiếng Hy Lạp chúng ta gọi là lời logos, có nghĩa là lời văn tự ghi xuống. And then when you read it, và sau đó khi chúng ta đọc kinh thánh, the Holy Spirit will touch the word. Thì Đức Thánh Linh sẽ chạm vào lời của ngài. And he will make it alive in our hearts. Và ngài, Đức Thánh Linh sẽ biến lời văn tự đó trở nên sống động trong tấm lòng của chúng we ta. We call that word rhema. Và lời mà sống động đó được gọi là lời rhema. What is rhema? Như vậy rhema là gì? It is a word that you receive. Lời rhema có nghĩa là lời mà các bạn nhận lãnh được từ Chúa cho chính mình. That is alive in your heart. Đó là lời sống động ở trong tấm lòng của chúng ta. Amen. Amen. So today we're going to discuss about quiet time. Và đây ngày hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về thời gian tĩnh lặng trước Chúa. This is about your personal communion with God. Đây chính là cái sự truyền thông giao tiếp riêng tư cá nhân của các bạn với Chúa. Do you have your own Bible? Tất cả chúng ta đều có kinh thánh riêng hết đúng không? Do you read your Bible every day? Các bạn mỗi ngày có đọc kinh thánh hay không? Có. Yes. Okay, good. So every day you decide to have a time you will spend with God alone. Như vậy mỗi một ngày các bạn đều quyết định sẽ dành ra một cái khoảng thời gian nào đó và bất cứ thời điểm nào đó để ở riêng với Chúa. How will you do that? Như vậy các bạn sẽ làm điều đó như thế nào? So you will look for a place in your house that no one will disturb you. Đó là các bạn quan sát cái nơi nào trong nhà mình mà không có ai tới làm phiền mình cả. Maybe in your receiving room. Có thể là ở trong phòng khách. Or in your own room, bedroom. Hay là ở trong phòng ngủ của riêng mình. And no one will disturb you. Ở bất cứ cái nơi nào mà không ai tới làm phiền mình cả. So you will bring with you your Bible. Và ở tại nơi đó chúng ta có thể đem cuốn kinh thánh đi cùng với mình. A notebook. Và đem theo cuốn sổ ghi chép nữa. A pen. Một cái viết. And the most important thing is an open heart.
Và điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải mang theo đó là tấm lòng rộng mở tiếp đón Chúa. Amen. Amen. So that is how you go to a place where you want to have a quiet time with God. Và đây là cái cách mà các bạn bước ra vào một cái nơi mà ở tại nơi đó các bạn có thời gian yên tĩnh với Chúa. So now that you are in your chosen place for your quiet time. Như vậy bây giờ các bạn một khi đã bước vào ở cái nơi yên tĩnh, cái nơi mà các bạn lựa chọn rồi đó. What will you do? Thì các bạn sẽ làm gì tiếp theo? So this is what we're going to talk this afternoon. Và đây là điều mà chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn buổi chiều hôm nay. We will now study how to hear from the Lord. Chúng ta bây giờ sẽ học cách làm thế nào để lắng nghe từ nơi Chúa. Remember the teaching that Pastor Larry gave you this morning? Các bạn có nhớ buổi sáng nay một sư Larry đã dạy các bạn hay không? We are to build our lives on the rock. Rằng cuộc đời của chúng ta phải được xây dựng ở trên nền đá. How you build your life on the rock? Làm thế nào để các bạn có thể xây dựng cuộc đời của mình trên nền đá? How do you live? Or how do you build your house on the rock? Các bạn phải sống hay nói cách khác các bạn phải xây cuộc đời của mình trên nền đá bằng cách nào? Hai bước mọi người nhớ không? Can you still remember? Mọi người có nhớ không? Listen and obey. Okay, hear or listen and obey. Lắng nghe và làm theo. So we will talk about hearing. Vì vậy nên bây giờ chúng ta sẽ nói về việc nghe. So in hearing the Lord. Trong cái việc lắng nghe lời Chúa. It involves three steps. Thì nó gồm ba bước. The first is we must enter into the presence of God. Việc đầu tiên đó là chúng ta cần phải bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. And then when we are in the presence of God, number two, we must talk to Him. Và khi đã bước vào trong sự hiện diện của Ngài thì bước thứ hai chúng ta làm đó là trò chuyện với Ngài. And the third is that we must listen. Và thứ ba đó là chúng ta cần phải yên lặng để lắng nghe Ngài. So we will study these three steps one by one. Và nên chúng ta sẽ nghiên cứu ba cái bước này từng bước một nha. So step number one is you enter into the presence of God. Như vậy bước đi đầu tiên đó là chúng ta cần phải bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. How do we enter into the presence of God? Và thế nào để chúng ta có thể bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời? Let us read Hebrews 10 verse 19 to 20. Chúng ta hãy đọc trong Hebrew đoạn 10 câu 19. Hebrew đoạn 10 câu 19. Mọi người dở kinh thánh nhanh cùng đọc với tôi. Hebrew đoạn 10 câu 19. 1, 2, 3. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạng dĩ vào nơi rất thánh. Câu 20 nữa ạ. Bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Okay, take a look at this. Các bạn ghi lại. The word of God tells us that we Christians can enter the most holy place or the very presence of God. Như vậy lời của Kinh Thánh chỉ cho chúng ta biết rằng chúng ta với tư cách là những cơ đốc nhân có thể bước vào nơi chí thánh. Nói cách khác có nghĩa là nơi mà cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời hiện hữu một cách rõ ràng. In the time of Moses, và thời kỳ của Moses, there was a tabernacle. Thì có cái nền tảng. You know a tabernacle? Các bạn biết nền tảng phải không ạ? Amen. Mọi người đều biết nền tảng phải không? Okay. Tabernacle was divided into three parts. Và nền tảng thì được chia làm ba phần. You know the three parts of tabernacle? Các bạn có biết ba phần của nền tảng hay không? Là cái gì đến từ tôi ạ? The court, the holy place and the holy place. Yes, the outer court, the holy place, and the most holy place. Nơi chí thánh. Now, the most holy place contained the ark of the covenant. Và ở trong nơi chí thánh thì có hòm giao ước. Amen. Amen. Now, we will not discuss the ark in detail. Bây giờ chúng ta sẽ không thảo luận rõ ràng chi tiết về cái hòm giao ước đó. But it is enough for us to know that the most holy place contained the very presence of God. Thì nhưng mà chúng ta phải biết rằng cái nơi chí thánh là cái nơi mà ở tại nơi đó sự hiện diện của Chúa ngự trị. You know, during Moses' time, only the high priest can enter the most holy place. Các bạn biết không, trong thời kỳ của Moses thì chỉ có những thầy tế lễ cả mới có thể được bước vào trong nơi chí thánh. And he can only enter once a year.
Và thầy tế lễ, cả thầy tế lễ thượng phẩm đó, mỗi năm chỉ được vào nơi chí thánh một lần. But the word of God tells us that we can now enter the holiest place or the very presence of God. Nhưng mà ở câu kinh thánh Hebrew lúc nãy chúng ta vừa mới đọc thì nói rằng ngay bây giờ chúng ta lúc nào cũng có thể bước vào nơi chí thánh của Ngài. Let us read Mark chapter 15. Mark 15, 37 to 38. Mark 15, 37 to 38. Mark 15, 38. Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên chí dưới. Verse 8, 37 to 38. Okay, câu 37, 38 luôn ạ. Nhưng Đức Chúa Giêsu kêu một tiếng lớn rồi rút linh hồn mà trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên chi dưới. It says there that when Jesus was hung on the cross. Câu kinh thánh này nói rằng khi mà Chúa Giêsu bị treo ở trên thập tự giá. Before he died. Trước khi Ngài chết. He cried out with a loud voice. Thì Ngài đã la lớn tiếng lên. And then the veil was divided from top to bottom. Và lúc đó đền bức màn ở trong đền thờ bị xé làm đôi từ trên xuống dưới. What does it tells us? Như vậy điều này chỉ cho chúng ta việc gì? We can now enter into the presence of God through the blood of Jesus Christ. Điều này có nghĩa là ngay bây giờ chúng ta đã có thể bước vào trong nơi chí thánh sự hiện diện của Đức Chúa Trời qua dòng huyết của Chúa Giêsu. During the Old Testament times. Trong thời kỳ cũ. The way to God was through the blood of a sacrificed animals. Thì cách mà để cho sự có thể đến cùng với Đức Chúa Trời đó là qua huyết của những con sinh tế, những con vật để làm của tế lễ đó. Amen. Đúng không ạ? Mọi người biết rồi đúng không ạ? Before we can commune with God, an animal must die first. Trong thời kỳ cựu ước, trước khi mà người ta có thể trò chuyện với Đức Chúa Trời thì họ cần phải hy sinh một con sinh tế, một con vật. But now the way to God is through the blood of our Lord Jesus Christ. Nhưng mà bây giờ con đường dẫn đến Đức Chúa Trời đó là qua dòng huyết của Chúa của chúng ta là Chúa Giêsu Christ. And the Bible says the blood is a new and living way. Và Kinh Thánh nói rằng dòng huyết đó đó chính là con đường mới và sống. When it says living way, it means it is a way that is alive. Và khi mà Kinh Thánh nói là con đường sống đó có nghĩa là vẫn còn đang sống động, vẫn còn đang hiện hữu. Do you believe that? Các bạn có tin vào điều đó hay không? That the blood is the living way. Rằng dòng huyết của Chúa Giêsu Christ là con đường sống. What is the meaning of the living way? Như vậy cái con đường sống đó có nghĩa là gì? You know, Pastor Ben Baluyo is the author of the School of Workers book. Dạ, các bạn biết một sư gì không? Tôi không biết là tác giả của nguyên cái khóa học Ben. Dạ, tên ông một sư là Ben, tác giả của nguyên cái khóa học chương trình show này á. He was asking Lord, what is the meaning of the living way? Thì một ngày kia ông ngồi và ông thắc mắc, ông hỏi Chúa rằng, Chúa ơi, con đường sống đó là con đường gì? He said, Lord, please tell me how. Và ông nói với Chúa rằng, Chúa ơi, xin hãy chỉ cho con biết cái điều đó có nghĩa là gì. Please tell me how can your blood be a living way. Ông nói rằng, Chúa ơi, xin hãy chỉ cho con biết làm thế nào mà dòng huyết của Ngài lại trở thành là con đường mới và sống. So he was in Singapore airport that time. Và lúc đó thì ông đang ngồi ở tại một sân bay ở tại Singapore. And while he was in the airport. Và đang khi mà ông ở tại sân bay đó. The Lord use his experience to explain this living way. Thì Chúa Ngài đã sử dụng cái trải nghiệm của ông để cho ông biết được cái ý nghĩa của cái từ mà con đường mới và sống. He was going from one distant door to another carrying two heavy suitcases. Lúc đó bởi vì ông đang ở sân bay thì ông coi như là ông phải đi từ hết cửa này qua một cái cửa của sân bay đó, và mang cho mình thì tới hai cái cục hành lý rất là nặng. During those days, the luggage has no wheels, dạ. Unlike today. Hồi xưa mấy cái vali không có mấy cái bánh lăn nổi giống như ngày hôm nay, mình thấy mấy cái vali này có cái bánh lăn kéo đi nhẹ nhàng đâu. And his two bags were very heavy. Và hai cái vali của ông thì nặng lắm. And the airport, the Singapore airport was really very big. Và sân bay ở tại Singapore thì rất là lớn. And it was hard to carry those two bags.
Và thật ra rất là khó, rất là mệt mỏi để mà phải mang hai cái vali nặng như vậy. Then he saw the way. Thì đột nhiên ông nhìn thấy cái con đường. It was around 1 meter wide and moving toward the place where he is going. Yeah. Thì cái đường đó giống như là con đường tự động vậy đó, nó chỉ khoảng rộng khoảng cỡ 1 mét thôi, nhưng mà nó cứ chạy, con đường đó giống như tự động chạy được như vậy đó, và ông leo lên con đường đó với hành lý thì nó cứ tự động đưa ông tới thôi. We call it walkalator or conveyor. Yeah. Tôi không biết cái ai hay ra sân bay có thấy mấy cái đường mà nhỏ nhỏ như đó nó tự động chạy giúp cho mình đi nhanh hơn để mệt mỏi đó. Chứ còn... You have it also in your airport today. Yeah. Ngày nay ở rất nhiều sân bay ở Việt Nam của chúng ta cũng có, nếu như ai đi sân bay để ấy là thấy à. So what he did is that he put his two heavy bags in the way. Cho nên cái điều mà một sư phê đã làm đó, ông ngay lập tức đặt hai cái túi hành lý nặng trịch lên ở trên cái đường băng truyền tự động đó. He was no more carrying them. Bây giờ ông không còn phải mang hai cái hành lý nặng nề đó nữa. And he also stepped on the way. Và ông cũng bước vô luôn cái băng chuyền tự động đó. And the way brought him to the destination. Và cái con đường tự động đó nó cứ tiếp tục đưa ông cho đến